Vừa qua, tổ chức Fitch Ratings, một trong những tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín trên thế giới, và Ngân hàng Thế giới World Bank đã công bố mức xếp hạng tín nhiệm cho Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc EVN-NPC là nhà phát hành công cụ nợ dài hạn bằng ngoại tệ IDR ở mức BB. Tại lễ công bố đánh giá tín nhiệm, đại diện EVN-NPC cho biết Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm lần đầu của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc ở mức BB với triển vọng ổn định là một sự đảm bảo chắc chắn cho các nhà đầu tư tiềm năng trong nước và quốc tế, giúp EVN-NPC có cơ sở vững chắc hơn để huy động vốn đầu tư cho các dự án điện. Là một tổng công ty hoạt động trong lĩnh vực phân phối của EVN, có nhiệm vụ quản lý vận hành, kinh doanh bán điện trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc với nhu cầu đầu tư hàng năm khá lớn, nên việc đánh giá tín nhiệm và xếp hạng rất quan trọng để có thể giúp EVN-NPC sớm thu xếp vốn nước ngoài. Việc đạt được xếp hạng tín nhiệm quốc tế là một bước quan trọng để EVN-NPC hướng tới việc tự chủ hoàn toàn trong việc huy động vốn để tài trợ cho các dự án trong tương lai, giúp tổng công ty tối ưu hóa cấu trúc vốn để phù hợp với bản chất của tài sản khi có thể tham gia phát hành trái phiếu dài hạn so với các khoản nợ hiện tại được huy động từ các ngân hàng có thời hạn ngắn hơn.